Xin chào các bạn đã đến với kênh Netmedia CCTV Chuyên mục thì học tập, chia sẻ kiến thức Thì hôm nay mình chia sẻ đến các bạn một cái project lập trình vi điều khiển Sử dụng là con vi điều khiển fix 16F877A Và cái ngôn ngữ lập trình mình sử dụng ở đây là micro C. Ừ. nếu như các bạn chưa có hiểu về micro C nhiều thì có thể xem trên cái channel của mình có những cái bài mình hướng dẫn hoặc là vào cái trang giáo án chấm link để mà các bạn xem những cái tài liệu ha thì ở đây mình sẽ nói sơ qua là cái sơ đồ nguyên lý ở trên Rotas. Ở đây mình xài cái bản Rotas 8. Thì cái mạch nguyên lý mình vẽ mô phỏng trên á so với cái mạch thực tế thì có thể khác đôi chút nhưng mà về cái nguyên lý hoạt động thì nó hoàn toàn sử dụng được. Ở đây các bạn nhìn thấy chúng ta có một cái con vi điều khiển là trung tâm và ở đây là cái chân reset vi điều khiển đáng lẽ ở đây á mình sử dụng một cái button nữa để mình mát xuống á, dưới mát mình mỗi lần mình bấm á, thì vi điều khiển nó sẽ reset trong trường hợp này thì mình không có Cái thứ hai nữa là khi bạn sử dụng vi điều khiển đòi hỏi bạn phải có thạch anh ngoại. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng được cái thạch anh ở phía dao động ở phía bên trong vi điều khiển luôn, đó là dao động nội. Thì cái tần số nó không có lớn được. Mình sử dụng cái con thạch anh bên ngoài thì nó sẽ lớn. Và nói thêm với các bạn là để các bạn có sử dụng được cái loại thịt anh, cái loại dao động nội hoặc là dao động ngoại á, thì các bạn phải cấu hình trong những cái thanh ghi của vi điều khiển ha. thì cái đó bạn sẽ xem trong cái data sheet của vi điều khiển á, các bạn sẽ tìm ra được những cái hướng dẫn để cấu hình của cái con vi điều khiển này, cấu hình của nó bằng những dòng lệnh nha các bạn. giống như ở đây, đó, đây là cấu hình bằng những dòng lệnh trên những cái thanh ghi của nó ở đây Đó. thì cái này bạn sẽ cần phải đọc data sheet và cần phải biết ngôn ngữ lập trình thì bạn cấu hình nó mới chính xác được ha rồi chúng ta sẽ quay lại cái project này của chúng ta ở đây chúng ta sử dụng một cái biến trở để chúng ta điều khiển cái độ rộng sung và điều khiển cái độ rộng sung là điều khiển cái tốc độ motor này nè các bạn Đó, cái này chúng ta gáp theo một cái cầu Darlington ừ. đây là cái motor và đây là một cái diode để bảo vệ dòng ngược của motor này. Thì cái này á Cái phần này là mình gắn vào Để mình nó giống như là oscillo vậy đó các bạn Để mình xem cái tín hiệu Ra điều khiển của cái chân RC2 này đây RC2 này nó có chức năng là CCB nè Đó Thì à, bây giờ mình coi sơ qua Cái code ha Nè các bạn xem cái code này nó sẽ có những cái chú thích rất là rõ ràng ở đây đây các bạn cứ đọc ở đây và sẽ hiểu nha đó. đây hàm này dùng để đọc adc nghĩa là đọc cái tín hiệu từ cái biến trở hồi nãy mình đưa vào vi điều khiển đó các bạn đó. và output ra cái Chính là RC2 này các bạn thấy không? Đó. Đó. Cái này các bạn xem. Ok. Bây giờ mình sẽ mô phỏng cho các bạn xem thử nha. Bây giờ mình... Đạp. À quên nữa. Bây giờ mình biên dịch. Mình biên dịch. Thử xem. Đây biên dịch thành file head nha đó đối với C đó thì cái ngôn ngữ của nó rất là dễ hiểu và nó họ có hỗ trợ rất là nhiều cái hàm phổ biến mà mình sử dụng lại thôi mình không có cần viết lại làm gì giống như cái hàm adc à, init này nè thì nó cũng hỗ trợ sẵn đây mình chỉ cần gọi nó lên và mình à, xài thôi không có cần làm thêm cái gì nữa ừ khi bạn biên dịch thành công cái file hết á thì nó sẽ báo cho các bạn biết là đã thành công à, và đây come list thành công ở đây và các bạn sử dụng bao nhiêu ram đó bao nhiêu ram của cái con vi điều khiển của mình đó và bây giờ mình nạp vô con vi điều khiển đây mình dẫn tới cái chỗ file hết đây Ok, công vi điều khiển này mình sử dụng cái thạch anh tới 16 MHz nha các bạn. Đó. Ok. Thì bây giờ bạn sẽ chạy mô phỏng bằng cái nút này trên router nè. Đây cái bảng digital oscillop. Đây đây. Là cái thằng này nó sinh ra nha dùng để xem cái tín hiệu thế nào đây này ở đây nó rất là có nhiều cái thông số tinh chỉnh này. mình có thể tinh chỉnh rất là nhiều đó, rất là nhiều thứ rất là hay luôn á giờ lên giờ xuống nó giống, như là cái oslo ở, ở ngoài thì, cái này nè các kênh này. Nó nhiều chỉnh Chính hơi mất tiêu luôn rồi Nãy mình xài cái trên nào đây, trên A hả Ờ xem trên A thì mình sẽ tin trên A các bạn nó có tới nhiều chen lắm nè. Bốn chen luôn đó, Mình có thể đo một lần là bốn cộng. Đây. Để cái đường like này cho dễ nhìn nè. Ok. Rồi, các bạn để ý nè. các bạn để ý là cái motor chúng ta đang uh, xoay nè nó đang quay á chúng ta thấy nó nhích 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 thì nó quay đó và chúng ta sẽ điều khiển cái uh, cái biến trở này xem cái motor nó có thay đổi gì không khi mà đưa cái biến trở này lên nguồn á hầu hết á <laughs> thì cái xung của chúng chúng ta tín hiệu một ở mức 1 là mức nguồn nó hầu hết nó chiếm cái đường tín hiệu thì lúc này cái motor của chúng ta nó sẽ quay nhanh hơn nó quay nhanh quay gần hết tốc độ có thể đó. khi bạn chỉnh cái biến trở này xuống về mát thì bắt đầu bạn thấy là cái độ rộng sung của chúng ta nó từ một nó sẽ chuyển qua không tín hiệu của ta sẽ dần xuống mức không hết và khi đó cái mô to của chúng ta sẽ quay chậm lại và đến một lúc nào đó nó có thể là rất là chậm và ngừng quay luôn khi cái tín hiệu của chúng ta nó hầu như về mức không nè các bạn thấy không cái tín hiệu của chúng ta về gần mức không thì cái motor này Nó sẽ gần như là ngưng luôn Đó Cái này là Biến đổi độ rộng sung đó các bạn Cái điều khiển tốc độ motor đó Đó các bạn thấy không Chỉnh lên Chỉnh lên thì bắt đầu nó quay Nó quay từ 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 Cho đến quay nhanh hơn Ok, thì cái project mình nói sơ qua đến đây là kết thúc. Thì phía dưới cái video thì có cái link để các bạn tham khảo tải cái code về thì các bạn theo đường link đó các bạn để lấy cái code và cái file mô phỏng bằng Proteus nha các bạn. Thì xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip trên channel Netmedia CCTV. Thì các bạn thấy hữu ích hãy like và chia sẻ những cái video của mình. Thì xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.